Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những nội dung nóng nhất về chính trường thế giới được chúng tôi cập nhật liên tục theo thời gian thực. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo SF, tại khu vực tiền tuyến, quân đội Nga tiếp tục đẩy mạnh tiến công về phía Tây ở Donbass. Nga cũng đã đạt được những kết quả tích cực ở phía Tây Adipka. Sau khi kiểm soát được làng Olokha, quân đội Nga tiến vào làng Semenovka. Sau những trận chiến kéo dài, lực lượng Nga đã giành được chỗ đứng ở phần phía nam của khu định cư. Quân đội Ukraine buộc phải rút lui về phía bắc. Cùng với các vị trí ở phía tây Berdychi, đây là thành trì cuối cùng của họ ở phía tây Adipka. Đồng thời, lực lượng Nga cũng đã giành được các vị trí mới theo hướng Atimos. Sau khi nắm quyền kiểm soát Krasnoye, quân đội Nga nhanh chóng mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc ngôi làng và tiếp cận vùng ngoại ô thành trì chính của Ukraine, Chachovya. Giới quan sát cho rằng, việc Ukraine liên tiếp mất các làng ngoại ô Adipka trong một tháng qua cho thấy phong tuyến của họ mong manh thế nào trước đà tiến công cũng như áp lực của Nga. Lực lượng Nga tại mặt trận Adivka có lượng đạn và nhân lực dồi dào hơn đáng kể so với Ukraine. Họ có thể bổ sung tới 30.000 quân mỗi tháng, trong khi Ukraine gần như không còn quân tiếp viện. Các đơn vị tiền tuyến của Ukraine đang chờ đạn để đối phó với đợt tiến công mới của Nga. Liên minh châu Âu EU đang cố gắng lấp đầy khoảng trống mà gói viện trợ của Mỹ tạo ra, song khối này phải đối mặt với bất đồng nội bộ về hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày đầu tháng 4 cho biết, giao tranh đang diễn ra tại làng Umanskoye, cách Tonenkoye khoảng 4 km về phía tây. Quân đội Ukraine từ chối bình luận về việc bên nào đang kiểm soát làng Tonenkoye. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết hồi cuối tháng 3, Nga mở đợt tiến công mới với đội hình xe tăng thiết giáp lớn nhất từ đầu chiến sự nhắm vào phòng tuyến của Ukraine. Lực lượng Ukraine phòng thủ tại đây đã giành được thắng lợi hiếm hoi khi tuyên bố đẩy lùi đợt xung kích lớn nhất của Nga, phá hủy 36 xe tăng và 12 thiết giáp. ISVK cho biết đây có thể là lần đầu tiên các đơn vị trực thuộc sư đoàn xe tăng cận vệ số 90 Nga tham gia tiến công sau khi kiểm soát Adipka. Đợt tiến công dường như thất bại, cho thấy thành phần lực lượng dự bị hiện có của Nga gần Adipka có thể đã suy giảm sức mạnh hoặc chưa thể đưa họ tiến xa hơn về phía tây trong thời gian ngắn. Sau khi Ukraine rút khỏi Adipka, Nga kiểm soát thành phố và tiếp tục tiến về phía tây, nhờ tận dụng lỗ hổng trong phòng tuyến hoặc khó khăn của đối phương. Ukraine thiết lập phòng tuyến ở nhiều nơi khác song dường như khu vực quanh Adipka chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng. ISVK nhận định những chiến thắng gần đây có thể buộc Ukraine phải trả giá và tiêu tốn lượng vật tư quân sự đáng kể để phòng thủ trước các đợt tiến công của Nga. ISVK cho biết, điều này cũng cho thấy rõ khả năng của Nga trong tổ chức các cuộc tấn công buộc Ukraine phải sử dụng lượng lớn khí tài và nhân sự, vốn đã hạn chế để đối phó. Ngày 2 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ kế hoạch quân sự tại Ukraine. Theo hướng Kubian, các đơn vị từ nhóm lực lượng Zapat của Nga để lùi hai cuộc tấn công do các nhóm tấn công của lữ đoàn tấn công đường không số 95 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) phát động gần Terni, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR theo hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng U của nga đã có được các tuyến thuận lợi hơn. Họ gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của lữ đoàn cơ giới số 28, lữ đoàn tấn công đường không số 79, các lữ đoàn xung kích số 5, 92 và các lữ đoàn di động số 46, 81 (AFU) gần Belokorovka, Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng LPR, Andrezevka, Antonovka, Karasnokorovka và Chasovka TPR. Hai cuộc phản công của các lữ đoàn cơ giới 31 và 67 AFU đã bị đẩy lùi gần Novo Mikhailovka và Bodanovka, TPR. Theo hướng Khê Sơn, các đơn vị từ nhóm lực lượng đến hếp của Nga đã gây hỏa lực cho các đơn vị bộ binh AFU-141 và lữ đoàn cơ giới 118 gần Novo Andrezevka và Rabotino, vùng Zaporizhia. Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 40 binh sĩ Ukraine, hai xe bán tải và một hệ thống pháo tự hành Akatsiza 152mm. Các lực lượng Nga đã tấn công một kho vũ khí hàng không, một xưởng sản xuất và bảo trì UAV, cũng như cụm nhân lực và trang thiết bị AFU tại 152 khu vực trong ngày. Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 195 UAV Ukraine và 41 quả đạn HIMARS và Vampir trong ngày. Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 1 tháng 4, phía Nga mất thêm 780 quân, 12 xe tăng, 29 xe chiến đấu bọc thép, 30 hệ thống pháo, 22 UAV, một tên lửa hành trình, 31 phương tiện chở nhiên liệu và 6 phương tiện đặc biệt. Viện nghiên cứu chiến tranh ISV kép có trụ sở tại Mỹ tuần trước cho biết, Ukraine đang phải đối mặt với những hạn chế về vật chất đối với khả năng phòng thủ của nước này. Theo ISV kể từ tháng 10 năm ngoái, Nga đã mở rộng quyền kiểm soát thêm 505 km vuông lãnh thổ ở Ukraine. Trong đó, từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, lực lượng Nga dành nhiều hơn gần 100 km vuông so với 3 tháng cuối năm 2023. ISVK ước tính Nga kiểm soát hơn 100.000 km vuông, tương đương gần 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine. Các chuyên gia quân sự cho rằng, Nga có được tốc độ tiến công này một phần do Ukraine đang cạn kiệt vũ khí, đạn dược, một phần do các điều kiện thời tiết thuận lợi hơn. Theo ISVK, thiếu vũ khí, đạn dược hạn chế khả năng của Ukraine trong việc phòng thủ, trong khi mang lại cho lực lượng Nga sự linh hoạt để tiến hành các hoạt động tấn công và đạt được thành công đáng kể trong tương lai. Theo các sĩ quan cấp cao Ukraine, bức tranh xung đột với Nga hiện rất ảm đạm. Thông tin trên được Politico đăng tải trong một bài viết nêu rõ. Các quan chức Ukraine cho biết mặt trận rất có thể sẽ sụp đổ tại khu vực mà các tường lĩnh Nga quyết định tập trung nỗ lực. Các chỉ huy Ukraine cũng thừa nhận ưu thế về quân số của quân đội Nga và việc Moscow sử dụng ồ bom lượn. Những yếu tố này góp phần tạo nên khả năng đột phá vào tuyến phòng thủ của các lực lượng vũ trang Ukraine, VSU. Một quan chức lưu ý rằng, phương Tây sẽ không thể giúp Ukraine đối phó với các cuộc tấn công của Nga nữa. Quân đội Ukraine bày tỏ lo ngại, Nga đang tập trung nguồn lực và sẽ sẵn sàng cho một cuộc tấn công mạnh mẽ vào tháng 8 hoặc thậm chí sớm hơn. Về cơ bản, mọi thứ phụ thuộc vào việc liệu Nga có quyết định tập trung sức mạnh vào một cuộc tấn công lớn dự kiến diễn ra trong mùa hè năm nay hay không. Thời gian gần đây, Moscow đã đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Các cuộc tấn công dữ dội này diễn ra trải dài từ Kharkov đến Sumy ở phía Bắc tới thành phố Odessa ở phía Nam, nhưng vẫn chưa rõ nơi Nga sẽ ra cú đòn quyết định. Politico đưa tin, chỉ khi các chỉ huy Nga có sự sai sót trên tiền tuyến và quân đội Ukraine nắm bắt được sơ hở này thì tình thế mới có thể thay đổi. Hồi cuối tuần qua, Nga đã tiến hành một trong những cuộc tấn công bằng xe tăng lớn nhất vào cứ điểm của Ukraine, nhưng không đạt được kết quả như mong muốn. Trái lại, mất hơn 10 xe tăng và 8 xe chiến đấu bộ binh. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine cho rằng việc tận dụng sai lầm của đối phương không phải là chiến lược hữu hiệu. Họ cũng chỉ trích phương Tây đã quá chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí, trang thiết bị, khiến quân đội Ukraine không thể xoay chuyển tình thế. Quân đội Ukraine cho biết hiện họ cần nhiều vũ khí truyền thống cơ bản hơn cũng như máy bay không người lái. Chúng tôi cần tới 4 triệu quả đạn pháo và 2 triệu máy bay không người lái. Binh sĩ Ukraine có kinh nghiệm chiến đấu và có sự hiểu rõ về chiến trường. Phương Tây có đủ nguồn lực và họ nên cung cấp cho chúng tôi những gì cần thiết. Ngoài ra, các quan chức Ukraine cho biết họ cũng cần thêm rất nhiều binh sĩ. Kiev hiện không có đủ lực lượng ở tiền tuyến và điều này càng trở nên trầm trọng hơn do thiếu sự viện trợ từ phương Tây. Về phần mình, châu Âu đang cố gắng giúp Ukraine bù đắp sự thiếu hụt to lớn về đạn pháo. Shak đã đề xuất chương trình mua sắm đạn pháo số lượng lớn để có thể cung cấp cho Ukraine khoảng 1,5 triệu viên đạn với chi phí 3,3 tỷ đô la Mỹ. Song vẫn chưa rõ con số này có đủ đáp ứng nhu cầu của Kiev hay không. Tuy nhiên, một điều đáng lưu ý là mới đây lực lượng Ukraine ở khu vực tiền tuyến gần Adipka đã đẩy lùi một cuộc tấn công cơ giới lớn của Nga vào cuối tuần qua. Đây được coi là đợt tấn công quy mô lớn đầu tiên của Nga bằng xe tăng và phương tiện chiến đấu sau khi giành quyền kiểm soát thành phố Adipka vào cuối tháng 10 năm 2023. Business Insider dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết, bước tiến này rõ ràng là một tín hiệu đầy hứa hẹn cho thấy quân đội Ukraine có thể đẩy lùi các đợt tấn công trong tương lai của Nga vào năm nay, mặc dù hiện tại Kiev đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược và vũ khí. Ukrainska Pravda dẫn thông tin từ Thiếu tướng Vadim Skibitsky, đại diện cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine mới đây tiết lộ, Nga vẫn còn khoảng 950 tên lửa chiến lược, chiến thuật trong kho dự trữ. Ông đồng thời cảnh báo số tên lửa này có thể giúp Nga tiến hành thêm một số cuộc tấn công kết hợp trước khi cần tạm dừng để tích lũy nguồn lực. Ông Sibiski nói thêm, dựa vào phương thức sử dụng của Nga qua hai năm xung đột, chúng tôi ước tính Nga có thể tiến hành thêm một số vụ tấn công phối hợp quy mô lớn nữa với sự tham gia của cả tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu vật âm và máy bay không người lái. Theo ông, sau đó Nga có thể tạm ngừng tập kích quy mô lớn để chuyển sang tích chữ. Ông Sibiski cho rằng, không ai có thể chắc chắn liệu nga có nhắm đến các cơ sở hạ tầng điện của ukraine trong các cuộc tấn công lớn sắp tới nữa hay không nhưng chắc chắn moscow sẽ không từ bỏ mục tiêu này ông nhấn mạnh các cơ sở hạ tầng điện của ukraine vẫn là mục tiêu chính của nga cũng như các cơ sở quân sự và dân sự khác điều này đã được chứng minh trong các cuộc tấn công quy mô lớn mới nhất liên quan đến câu hỏi về quy mô sản xuất vũ khí có độ chính xác cao ở nga ông skibiski cho biết trung bình mỗi tháng có vài chục tên lửa được sản xuất cụ thể ukraine ước tính rằng Nga có thể sản xuất khoảng 40 tên lửa KH-101, 40 tên lửa đạn đạo và hành trình Iskander, vài chục tên lửa hành trình Kalib cùng một số tên lửa đạn đạo hàng không Kinza, cũng như hiện đại hóa từ 6 đến 8 tên lửa chống hạm Onis để tấn công các mục tiêu mặt đất mỗi tháng. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky thời gian gần đây liên tục lên tiếng kêu gọi Mỹ và các đồng minh phương Tây nhanh chóng cung cấp thêm các hệ thống phòng không, giúp Ukraine tăng cường phòng thủ trước các cuộc không kích kết hợp của quân đội Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định có thể chấm dứt các cuộc tấn công của Nga thông qua sự đoàn kết toàn cầu với các hệ thống phòng không tiên tiến. Theo ông, đối phương hiện chưa sở hữu tên lửa có khả năng vượt qua Patriot và các hệ thống phòng không hàng đầu thế giới khác. Trước đó, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Kirill Budanov cho biết phía Nga đang xây dựng kho tên lửa hành trình Kalib và có lẽ sẽ sớm tấn công Ukraine. Trong suốt tháng 3 năm 2024, Nga đã tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Theo ông Budanov, gần đây, Nga đang sử dụng tên lửa hành trình KH-101 được coi là hiệu quả hơn tên lửa Kalib. Tuy nhiên, Moscow đang cạn kiệt tên lửa KH-101 nên nước này đang tích trữ tên lửa Kalib. Dòng tên lửa Kalib được ra mắt vào năm 1993 và thường được sử dụng để trang bị cho tàu chiến và tàu ngầm, mặc dù có một số phiên bản cũng có thể được phóng từ mặt đất và từ trên không. Nga đã phóng các tên lửa Kalib từ Biển Đen và Biển Azov. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo các lực lượng vũ trang của Ukraine có thể sớm phải rút lui nếu sự hỗ trợ quân sự của Mỹ tiếp tục bị trì hoãn, đồng thời kêu gọi Washington cung cấp nhiều tên lửa tầm xa hơn cho nước này để tấn công các sân bay của Nga ở Crimea. Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga hôm 2 tháng 4 ra tuyên bố cho biết, Đô đốc Alexander Moiseyev, nguyên tư lệnh hạm đội phương Bắc, đã được Tổng thống Putin bổ nhiệm làm tân lãnh đạo lực lượng hải quân. Ông Moiseyev sẽ lên nắm quyền thay cho Đô đốc Nikolai Yevmenov, người đã giữ vai trò tư lệnh hải quân Nga từ năm 2019 đến nay. Lãnh đạo điện Kremlin cũng ký xác lệnh bổ nhiệm phó đô đốc Konstantin Kabansov thay ông Moshayev chỉ huy hạm đội phương Bắc, trong khi phó đô đốc Sergei Pinchuk sẽ tiếp quản vai trò lãnh đạo hạm đội Biển Đen của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã chúc mừng các sĩ quan hải quân mới được thăng chức, đồng thời bày tỏ hy vọng họ sẽ hoàn thành các nhiệm vụ mà Tổng tư lệnh, Bộ Quốc phòng và đất nước giao phó. Tân tư lệnh hải quân Moshayev Bắt đầu binh nghiệp với vai trò một thủy thủ tàu ngầm của hạm đội phương Bắc vào đầu những năm 1980 và trở thành sĩ quan điều hành tàu ngầm trong vòng 10 năm sau đó. Ông đã được trao huân chương dũng cảm vào đầu những năm 1990 cho một nhiệm vụ chứng kiến cờ Nga được cắm ở Bắc Cực. Chỉ 4 năm sau, ông đảm nhận chức chỉ huy tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Delfin K407 Novomoskov. Năm 1998, dưới sự chỉ huy của Moyzayev, tàu ngầm đã phóng hai vệ tinh vào quỹ đạo trái đất khi đang lặn dưới nước. Đây cũng là lần đầu tiên mang tính lịch sử. Năm 2011, ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga, danh hiệu quân sự cao quý nhất của quốc gia sau khi phóng thử thành công vũ khí tên lửa tiên tiến. Các thông tin về việc thay thế người đứng đầu lực lượng hải quân vốn dĩ đã xuất hiện từ hồi tháng 3. Tờ New York Times khi đó dẫn nguồn quan chức Ukraine và phương Tây cho biết, Điện Kremlin đã sa thải chỉ huy hải quân hàng đầu của mình sau một loạt các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạm đội biển đen Nga một số ấn phẩm của Nga cũng đưa tin rằng cựu đô đốc Yevanov đã bị sa thải. Tuy nhiên, chính phủ Nga khi đó từ chối xác nhận bất kỳ sự thay đổi nhân sự nào. Cả Bộ Quốc phòng Nga lẫn Điện Kremlin đều không bình luận gì. Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói với các phóng viên, có những xác lệnh được phân loại là mật, tôi không thể bình luận về chúng, không có xác lệnh nào công khai về vấn đề này. Các quan chức Mỹ đánh giá rằng, trong khi cuộc phản công của Kiev hồi năm ngoái ở miền Đông và miền Nam Ukraine phần lớn thất bại, thì các cuộc tấn công nhằm vào hạm đội Biển Đen của Nga lại có hiệu quả bất ngờ. Những chiến thắng này càng đáng ngạc nhiên hơn vì Ukraine không có lực lượng hải quân hay đội tàu chiến truyền thống. Thay vào đó, họ sử dụng các phương tiện không người lái trên không và dưới nước để tấn công tàu Nga. Washington tin rằng Ukraine đã đánh chìm 15 tàu Nga trong 6 tháng qua, trong khi giới chức châu Âu nói rằng chiến thắng của hải quân Ukraine đã mở cửa trở lại phía Tây Biển Đen, cho phép Kiev nối lại hoạt động vận chuyển ngũ cốc từ cảng Odessa một quan chức tình báo quân đội Ukraine cho rằng việc cựu đô đốc Yevmenov bị cách chức chỉ huy có liên quan trực tiếp đến việc mất tàu Nga. Ukraine ước tính một phần ba hạm đội Biển Đen của Nga từng có 80 tàu đã bị tổn thất kể từ khi cuộc xung đột giữa hai nước bắt đầu cách đây hơn 2 năm. Kiev cho rằng vụ đánh chìm tàu tuần dương Moscow xoáy hạm của Nga vào tháng 4 năm 2022 bằng tên lửa do Ukraine chế tạo là một trong những chiến thắng mang tính biểu tượng. Chiến dịch tấn công bằng các phương tiện không người lái gần đây của Ukraine cũng quan trọng không kém, được cho là dẫn đến việc Nga phải di chuyển hạm đội của mình ra khỏi bờ biển Ukraine và phía tây biển đen. Các nhà phân tích quân sự Ukraine cho rằng, quyết định của Moscow thay thế chỉ huy hải quân hàng đầu là hợp lý vì những nỗ lực của Nga nhằm bảo vệ hạm đội của họ khỏi các cuộc tấn công đã thất bại.